ngày 1 tháng 10, Công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai cho biết đang điều tra, truy xét nhóm đối tượng gây ra vụ nổ súng tại nhà dân ở phường Tân Phong thành phố Biên Hòa vào ngày 30 tháng 9. Theo thông tin ban đầu, chiều 30 tháng 9, một nhóm thanh niên đi xe máy đến trước cửa nhà anh Quận ở tổ 39 bờ Y1A, phường Tân Phong thành phố Biên Hòa để tìm người. Khi người nhà anh Quận ra mở cửa, nhóm đối tượng đã nổ súng khiến người nhà anh Quận vô cùng hoảng loạn. Rất may viên đạn không gây sát thương cho ai. Ngay sau đó nhóm đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhận được thông tin, Công an thành phố Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, xác minh, điều tra vụ việc. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ một viên đạn, một vỏ đạn bằng đồng. Cơ quan công an cũng xác định trên đầu cánh cổng sắt của nhà anh Quận có một dấu thủng nghi là đạn bắn. Bước đầu nhận định, do trước đó một số người làm công cho gia đình anh Quận xảy ra mâu thuẫn với nhiều đối tượng là dân anh chị tại địa phương nên nhóm này đã tìm đến để giằng mặt, gây chuyện.